Toàn đội có 3 phút để thay đồ. Rõ. Alo, alo, yêu cầu bà con không chen lấn xô đẩy. Các cháu thiếu niên đi cổ động sai đội, đứng tách ra để tránh xô xát. Alo, alo. Cao chân lên. Này, cậu Mai ra chưa? Dạ, chưa. Chết thật. Cán bộ văn hóa mà tắc trách quá thôi. À này, lúc nào cậu ra bảo gặp tôi ngay nhá. Vâng ạ. Này, mày giang cái đấy lên mũi làm gì đấy? Sao mày rốt thế? Trên TV, mọi cầu thủ đều giang cái này để cho nó dễ thở. Phát cho mọi người. Thằng này nữa. Này, cầm lấy. Cầm lấy. Ừ? Mày đưa cho tao làm gì? Mày dán rồi à? Nhưng mà sao nhiều thế? Dán cái con khỉ à? Tối hôm qua vào vườn táo gai đâm sưng hết cả mặt rồi này. Chú Phổ, tìm chú Mai. Này, hôm nay ta dùng cái chiến thuật gì để đấu với bọn Phú Thượng ấy? Vẫn như mọi khi ạ. Này, chú này, tôi là người kín chuyện lắm. Vì gì chú phải giấu tôi? Cả cái làng này sau chú, chỉ có tôi là người hiểu kỹ thuật bóng đá. Tôi biết khối kỹ thuật ấy. Chú cứ nói đi. Có khi tôi giúp chú nên. Dạ. Cháu xin phép ông Vinh, ông Vinh gọi. Toàn đội tập trung. Ê, chú Thi. Dạ. Để lát nữa nhận cú vận chụp. Dạ vâng ạ. Tất cả chú ý, đây là một trận đấu hết sức quan trọng. Chúng ta phải tập trung, bình tĩnh và không được cay cú. Khung thành phải được giữ thật chắc. Đặc biệt là thủ môn phải chơi hết sức tập trung, rõ chưa? Rõ. Ừ. Sao thế hả? Cháu. Thôi, đến giờ rồi. Tất cả ra sân. Có thời gian, hai đội trưởng như tôi toan trận sân. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thiếu tính chuyên nghiệp. Đúng. Thiếu tính chuyên nghiệp. Anh có vẻ thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhé. Mình là cán bộ văn hóa, không chăm lo đời sống tinh thần cho dân thì còn ai lo? Có nghĩa là anh lo bù đắp tình cảm cho chị em chứ gì? Mình lại nghĩ lung tung cái gì thế? Anh dám ngẩng cao đầu mà nói rằng ngoài mình ra anh không hề nhòm ngó đến ai hết. Không dòm ngó gì đến ai mà sao phải trưng diện thế? Đi xem trẻ con đá bóng có cần thiết phải quần là áo lượt thế này không? Chắc là ra đấy sĩ diện với mấy em chứ gì? Khổ quá thật thì. Em chả hiểu cái gì cả. Đã mất công thuê thợ ảnh về chụp rồi thì ăn mặc nó cũng phải tươm tất một tí chứ. Lúc nào anh chả có lý do. Thế tối hôm qua anh có chụp ảnh không mà phải lôi cái áo này ra mặc? Đã thế tối hôm qua còn chui bờ giúp bụi vì đứa nào để rách cả gấu áo ra. Ok. Thì anh đã thành khẩn khai báo mà mình có chịu tin đâu. Tối hôm qua bị chó nhà Mạnh nó cắn. Vâng. Ở với tôi thì lúc nào anh cũng kêu là khổ. Khổ nên anh mới phải đi tìm đứa khác chứ gì. Anh nói là chó nhà Mạnh cắn. Rồi từ nhà Mạnh về ngay nhà, mà mãi đến hơn 9 giờ anh mới mò về. Từ nhà mình đến nhà Mạnh, chắc phải đến chục cây số nhỉ? Dây ấy. Thì đi ngang đường, gặp ông Tuân ông ấy chặn lại hỏi thăm về trận bóng ngày hôm nay.
chẳng lẽ mình lại mất lịch sự bỏ đi? Ờ hay, thế mình vẫn chưa tin à? Mình cứ sang mấy nhà đấy mà điều tra. Tôi không việc gì phải làm như thế cả. Để tôi tin anh, tốt nhất là anh nên thay quần áo ra, ở nhà dọn dẹp giúp tôi. Tết nhất đến nơi rồi mà anh không buồn dòm ngó gì đến nhà cửa cả. Nhưng mà hôm nay là trận chung kết, thắng thua gì đều ảnh hưởng đến uy tín của làng mình. Cho anh đi một tí nha. Đi cũng được, nhưng phải thay cái bộ quần áo này ra. Xấu xả thì phơi ra ở nhà, tốt đẹp thì mang ra đường cho người khác người ta hưởng à. Nhà Mai đi chưa đấy? Nhà Mai đi chưa? Bác à. Mai ơi, ôi giời ơi, tôi tìm cậu Mai. Bác Vinh, bác là người quan trọng nhất trong ban tổ chức ngày hôm nay. Bác về đây làm gì? Rồi ạ, tình hình đang nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu còn ngồi yên ở nhà được à? Trận đấu bắt đầu rồi. À, mấy ông ở trên huyện ông ấy về, đang hỏi cậu loạn cả lên đấy. Nhưng mà em còn phải ở nhà để mà nghe nhà em dặn dò đã. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ mà. Anh lại chê tôi già đấy à? Không, ý anh nói là không phải là em già mà là em có nhiều kinh nghiệm. Thôi, anh với cả bác đi, kẻ mọi người chờ. Cái mic của em hỏng rồi, cậu vào lấy cái loa rồi đi luôn. Nhà em còn có cái loa 50 cân đây này. Bác có vác nổi không? Nào. Lên. Giây nữa thôi, chắc là phải đá thêm một phụ. Đi đây, cầm bóng lên đi, lên đi, cầm bóng lên, lên đi. Thì họ mang cờ mang cúp đi rước khắp làng à? Chắc đi đến nhà anh Mai, trưởng ban văn hóa thôn ta đấy. Bà muốn xem, đến đấy mà xem. Cái nhà anh Cổ rõ thật là hai thứ tóc trên đầu rồi, thế mà còn đầu tiêu cho cái bọn trẻ con đá bóng với chả đá bánh. Này, bà không biết đấy thôi, vụ này lão Mai với lão Cổ kiếm được ối rồi đấy. Bao nhiêu là người cho tiền mà lũ trẻ chỉ được uống nước lọc, sao mà hết được. Này này, bà vui tính quá nhỉ. Thế theo bà, trong vụ ăn chặn tiền của đám trẻ danh này, chồng tôi được bao nhiêu? Kìa cô, tôi nói đùa thế mà. Nói đùa à? Nói đùa chết cua trong lỗ ấy.
Bà không thấy anh ấy vất vả cả tháng nay để mang cúp về cho làng à? Hôm nay anh suýt chết trên sân bãi đấy. Người đâu mà nói hàm hồ. Chị Cổ nói đúng đấy. Cả cái làng này có mấy ai mất công mất việc vì đám trẻ con như anh Cổ đâu. Bà rõ thật là. Tất cả lại đây. Lại đây. Nghiêm. Được rồi. Các cháu rước cúp về đến đây là ổn rồi. Bây giờ đứa nào về nhà đứa đấy. Nghỉ ngơi, tắm giặt, tối học bài, sáng mai còn đến lớp. Rõ chưa nào? Tất cả giải tán. Chú ơi, chú cho nào sâu một tí. Thôi, đưa đây. Bây giờ chúng mày về nhà đi nhá. Thầm ít nữa, về đi. Mẹ mày đang đợi đấy, về chậm được rú đến bây giờ. Thế bao giờ bố về? Còn sơi, tao và chú Mai còn phải ở lại viết tổng kết, viết bài tường thuật, tối nay còn phát thanh. Bố nhớ viết hay vào nhá. Về đây, cũng thế giới tao còn viết đâu ra đấy nữa là. Thế là xong. Bây giờ chỉ còn lại tôi với ông. Này, có lẽ mình cũng phải làm vài chén để ăn mừng chiến thắng chứ. Đương nhiên. Đấy là điều tất yếu của những người giành chiến thắng. Này, đợi con mụ đào nó về. Tôi điều nó ra chợ kiếm ít đồ về anh em mình nhâm nhi. Thì chó nhá. Ok. Này, nhưng mà vui chiến thắng không được quên nhiệm vụ đâu nhá. Tối nay tôi với ông còn phải viết bản tin cho đài phát thanh đấy nhá. Yên tâm. Mẹ sướng thật đấy nhỉ. Này, mình giữ cúp như thế là được 2 năm rồi đấy. Sang năm tới làm phát luôn lưu nữa. Hôm nay tôi mà không bị ngất à, tôi còn chỉ đạo nó, đội nhà còn thắng đậm hơn đấy chứ. Này, theo ông mình để cúp ở đây được chưa? Thế nào? Chào bác cô. Bà xã. Thế nào? Được không? Được quá đi chứ. Ông ạ, năm tới ta vực nốt đội thanh niên rồi đưa lên huyện thi đấu. Phải vô địch huyện mới đáng mặt chứ. Huyện là thế nào? Biết đâu đấy, chúng ta lên tỉnh thi đấu, nếu mà đoạt được cái cúp vô địch toàn tỉnh thì tớ chết quách cho sân vận động cũng sướng. Anh xem hộ em mấy giờ rồi? Tôi chết 4 giờ rồi cơ. Mình ra chợ mua ít đồ nhậu về để anh em tôi ăn mừng. Vâng, thế anh Cổ ngồi chơi nhá, em chạy ù ra chợ tí ạ. Này, lãnh đạo được mấy mụ này cơ à? Giỏi. Hễ tay nào lãnh đạo được vợ thì mới nên cho làm cán bộ, đúng không? Vào làm chén rượu sách đã. Cô Đào đi chợ mua thức ăn đấy à? Vâng, cháu ra chợ mua ít thức nhắm. Tối nay mấy ông văn hóa thôn tổ chức liên hoan mừng đội bóng bún hạ vừa đoạt cúp ạ. Đúng rồi, bà không ra xem thật là phí của rồi. Bọn trẻ con nó đá bóng hay ra phết đấy. Chuyện bún hạ có cái nhà anh Xuân Cổ Xuân Mai tải thế cơ bà. Nghe nói rồi đây anh Mai còn tổ chức cho anh Cổ tập võ cho bọn trẻ con cơ đấy. Các bà cứ quá khen đi chứ, chồng cháu có đóng góp được là bao. Chị cứ khiêm tốn thế. Thời buổi này có ai tốt với chuyện làng chuyện nước như hai anh ấy. Cho tôi rửa con cá này cho các anh ấy ăn mừng nhá. Ê thì chết. Thôi dạ. Mà có gì đâu. Vâng, thế thì cháu xin. Cháu về nhá. Ơ chị Đào. May quá, gặp được chị ở đây, em đỡ phải xuống làng. Nhờ chị mang số ảnh này về cho anh Xuân Cổ giúp em. Cái lão Xuân Cổ trông như tranh điếm họa anh nhỉ? Đây đây, anh Xuân Mai nhà chị mới hết sảy này. Chị cứ thử nhìn kỹ ảnh anh ấy mà xem. Trông rõ ra dáng một ông trưởng ban văn hóa thôn. Này, không khéo lần này ông được bầu làm cán bộ văn hóa xã, còn được ăn lương nhà nước hẳn hoi đấy. Lương với lậu đâu tôi chả biết, chỉ thấy cứ chạy rông khắp làng, về đến nhà là chồng mông lên chiếu viết viết xóa xóa, tối về lại ông ổng trên loa phát thanh. Làm vợ với ông nhà văn này mệt lắm. Ấy, chị cứ nói thế, cả thôn mình mới có một nhà văn như anh ấy đấy. Năm ngoái đi thi tuyên truyền viên, anh ấy chả được giải nhất là gì. Gớm, nghe anh ấy kể chuyện sinh đẻ có kế hoạch mà các cô ấy cười híp cả mắt lại. Nhất là mấy cô đội trèo làng bên ấy.
cứ chán lại, đói kể chuyện Tiếu Lâm. Gớm, chồng thế mà duyên phết đấy. Bà chị mà không chắc tay nèo tay cột ấy, là toi đấy. Cả cân ảnh như thế này à? Cậu đi mà đưa cho ông ấy, tôi không cầm đâu. Ấy ấy, tối nay em phải đi chụp ảnh cho con Tí nhà bà Tám. Ảnh mới ra lò còn đang nóng sốt sần sột đây. Chị mang về cho anh ấy kẻo nguội mất. Tiền bạc đáng gì đâu, tính sau ạ. Ảnh ấy mai đẹp lắm. Đây ạ. À, đây ạ. Chú giấu cái gì đấy, đưa tôi xem nào. Dạ. Dạ, có gì đâu ạ. Ảnh em chụp bậy mà. Chú đưa ngay đây cho tôi. Chụp ảnh đếm kiểu ăn tiền, làm sao mà bậy được. Chú đưa ngay đây. Cậu chụp cái gì đấy hả? Đây là con nào? Em chỉ chụp cái gì mà em thấy thôi ạ. Thấy? Cậu thấy cái gì? Cái gì đấy hả? Dạ anh Mai, anh ý ôm. Con này là con nào hả? Dạ, đây là chị Lý ở làng Đoài Sơn ạ. Ôi trời ơi, đúng là con ấy rồi, đúng là con Lý rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, khổ thân tôi chưa. Bao nhiêu năm nay rồi mà chúng chưa chịu buông nhau ra cái gì. Trời ơi. Chị Đào. Chén này là để mừng cho bàn thắng tuyệt đẹp của thằng Cú Mít nhà ông. Phải nói là thằng Cú Mít nhà tôi nó giỏi. Giỏi quá thể. Đến Ronaldo nhìn thế là cùng thôi. Mà này, ông ấy mà, ông giỏi nó vừa vừa thôi. Ông giỏi quá thì đến lúc tuyển quốc gia lại mời ông về làm huấn luyện viên trưởng. Thì lúc bấy giờ ai là người giúp tôi giật được cái cúp của huyện? Đời nào tôi lại bỏ cái làng Bún Hạ này. Phải công bằng mà nói, ông là một trưởng ban tổ chức cỡ giải chuyên nghiệp ấy. Trưởng ban văn hóa nó phải thế chứ. Cái vật vờ như cái thằng cung ở bên Bún Tượng ấy. Chỉ tài chim gái thôi. Mà này, coi như cái ghế trưởng ban văn hóa xã là thuộc về ông rồi. Thế thì uống mừng cho cái ghế. Cái ghế gì nhỉ? Trưởng ban văn hóa xã. Trưởng ban văn hóa xã. Còn ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển xã. Chồng bao nhiêu năm nay anh ở với anh thế nào, đối xử với tôi như thế à? Này, cái gì khổ quá thế? Khổ quá thì bình tĩnh. Có nghe tôi nói không nào? Hả? Nghiêm, phải thật bình tĩnh. Nhà đây có khách. Khách à? Cô mà đàn đúng bao che cho nhau thì có. Tôi định hỏi tất tật xem, bằng nay tuổi đầu rồi mà có tính sợ cái trò méo mả gà đồng giữa bản dân kia. Cô Đào, mày bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì ta từ từ giải quyết bằng con đường hòa bình. Theo nghị quyết của hiến chương làng xã. Ai lại dùng bạo lực thế? Ôi giời đất ơi, có ai khổ như cái thân tôi không? Phụ nữ ở áp đít tăng cũng chỉ khổ như tôi thôi. Giời ơi là giời. Nhưng mà có chuyện gì mà tự dưng lại nảy sinh mâu thuẫn đối kháng thế? Chuyện gì à? Anh mà còn hỏi chuyện gì nữa à? Cả làng cả xã người ta biết rồi kia. Trời ơi này. Ôi trời ơi, đây là thằng này bằng đất à? Còn gì là giữ gìn bản sắc của ông làm văn hóa nữa? Quá ngồi. Ô mai. Ai là la mồm mà ông? Ai ôm mới được chứ? Cái này là cái gì? Cái gì đấy? Đi xem nào. Em vét chưa? Sao? Khổ quá. Đây là cái lúc mà thằng Cú Mít nó sút vào. Tôi sướng quá cho nên tôi mới... Sướng quá à? Sướng quá thôi, quá rồi, có phải không? Bánh đấy bao nhiêu người không ôm, sao lại ôm đúng con đi cơ chứ? Ôi giời. Cái lúc bấy giờ thì còn biết ai vào ai nữa mà. Thật thế à? Sướng quá rồi, mờ bắt đi có phải không? Thế này thì ông cút ngay đi. Cút sang bên lúc loài mà ôm nó cho cả lòng mong đi mấy lần thôi. Đánh đại thế. Quay đi nhá. Cút cho bà nhớ nhá. Đào ơi, mình đây không gọi lần cuối. Từ từ nào. Có gì bảo ôi nhau ôi chứ ôi ai lại kìa 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 cô nào ấy đi này rồi bây giờ đấy cái này cúp này ôi trời ơi ôi này bỏ ra khổ quá cô không được xé nó cờ này, xé nó là xé vinh quang cả làng đấy. Vinh quang này ôi trời ơi, biết thế này tôi xuống tóc tôi báo chùa cho xong, chắc khác gì cái gậy thằng ăn mày gặp
đâu cũng khua cũng khoáng à trời ơi. Đá khác thì chiến tranh ném đá khu bờ Tây. Bạn càng rồi. Chuồn thôi. Tưởng anh đọc bản tin tối ở đài phát thanh xong rồi mới về. Vỡ kế hoạch rồi. Sao hôm nay lại vượt chi ngân sách thế này hả? Thực ra từ trước đến nay các phong trào của làng mình đều thua làng Bún Thượng, chỉ có đội bóng là thắng được họ. Còn bố cu lại là người nắm tư tưởng của đội bóng, cu mít là mắt xích quyết định trận thắng. Em ở nhà được hưởng vinh quang, sướng không? Tớ thấy bu mày viết văn được đấy. Hay là viết cho đài phát thanh chúng tớ một bài đi. Đây chưa thất nghiệp, dỗi hơi nhá. Vớ vẩn. Thôi, sang có nhờ mời bác Xuân Mai sang uống chén rượu nhạt đi. Bu mày chỉ xui dại thôi, chả ra. Sao thế? Các ông chả dán trứng cháy ăn nữa là gì? Hay là mâu thuẫn nội bộ? Các ông mà định dở trò bè lũ hai tên ra là tôi cấm cửa, ra đồng mà ở. Bu mày chả hiểu cái gì sất. Ông ấy ăn no rồi. Còn sớm thế này mà xong bữa rồi à? Vợ ông ấy cho ăn no rồi. Nội chiến, bu mày có hiểu không? Cái đảo đang nổi điên lên kia kìa. Tôi phải liều mình xông vào, cướp cúp, cướp cờ mang về đây. Chậm một tí à, nó trò chuồng lợn hết. Ông kể cho rõ ngọn rõ ngành cho tôi nghe xem nào. Cứ mở ra khép lại như miệng ốc ấy, ai mà chịu được. Chuyện nhà người ta, biết để đi buôn dưa lê khắp làng. Chuyện ở cái làng này, tự nó có chân bò đi, chẳng đợi đến tôi nhá. Thì cứ để nó bò đi trước đã, rồi bu mày đi sau. Bây giờ bu mày sồn sồn sang hỏi thăm, có khác nào hội phụ nữ xã được khích lệ thêm tinh thần. Đứng về mặt phụ nữ, tôi vẫn phải hỏi chuyện con Đào cho ra nhẽ. Bây giờ bố cu xuống dưới kia, thịt đợi tôi con gà nhá. Không thấy ta đang bận à? Đi, ê, có thực thì mới vực được cả, ăn xong rồi tính. Úi giời, tay bẩn bẩn. Phải nâng như nâng cúp ấy. Không thấy lúc nhận cúp, ta đưa lên đầu thế này à? Nếu bố cu cứ ngồi yên để cúp trên đầu mà không cần ăn, thì tôi để yên cho mà ngồi. Bu mày cho tôi xin 5 phút để sửa cờ nhá. Để cờ rách là phải tội chết. Đây này, đấy. Dễ đến 7 phân đấy chứ. Nhà có phải đòi tôi xin miếng? Không có. Rõ ràng có mà. Đây rồi. Bu mày không có tinh thần gì cả. Miếng vải to đẹp thế này mà kêu là không có. Vải tôi mua về che bàn thờ Tết đấy. Ông mà lấy linh tinh các cụ về vật chết. Trả tôi đây. Thì cho xã mua lại của các cụ. Mai bu mày ra chợ mua cho các cụ mảnh vải khác to hơn, đẹp hơn. Úi giời ơi, các cụ không mua đi bán lại như không đâu nhá. Trả tôi đây. Úi giời ơi, ông cổ ấy là ông cổ. Ông vì chuyện giời ơi, đất hỡi mà ông hại vợ ai con thế này à. Úi giời ơi, sáng ông lo đội bóng, chiều ông lo tập võ, tối ông đọc bản tin. Úi giời ơi, ông cổ ấy là ông cổ, cứ đến bữa là ông về à. Úi giời ơi, là giời. Hôm nay hội phụ nữ xã cho các bà khoai giấy luộc chưa chín hay sao? Chưa chín à? Ông có biết hôm nay là hai mấy Tết rồi không? Mọi nhà đã lo gạo thịt để gói bánh, lo trồng cây nêu, lo quà cáp cho con trẻ. Cứ như ông ấy, thì khoai giấy cũng chả có mà ăn. Nếu cây nêu mà đuổi được quỷ cái, tôi cũng trồng. Ông muốn đuổi tôi phòng, tôi sẽ đi. Ấy, người ta văn nghệ tí mà. Là tôi nói, những người chỉ lo cho cái nồi bánh nhà mình. Như thế, thì làm sao làm mình đoạt được cúp? Ông ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng mà người ta vẫn dị nghị. Người ta bảo ông với tay Mai ăn chặn tiền thưởng của lũ trẻ đấy. Khổ quá. Bu mày để ý những cái kẻ mặt thì như mặt đường, miệng thì như miệng cống làm cái gì. Mình phải như cây thông, đứng giữa làng mà gieo chứ. Con chào bố. Con chào mẹ. Có cơm chưa mẹ? Con đói quá rồi. Bố nào con nấy. Đi thì chớ, về là hạch sách. Mà mày làm gì mà như vừa ở nơi động đất về thế kia hả? Thì con chỉ đá thêm một trận giao hữu với bọn 7B thôi mẹ ạ. Nhưng bọn nó chơi bẩn lắm bố ạ. Chỉ giỏi ngáng chân với cả đánh nguội. Thế thì hỏng. Không có tinh thần fair play. Vứt. Không thể lên chuyên nghiệp được. À, mà tay nào huấn luyện viên đội bên ấy? Làm gì đã đến tầm của huấn luyện viên. Mới tập đá bóng phọt phẹt đã tinh tướng. Thiếu tính chuyên nghiệp nó khổ thế đấy. Vâng ạ.
Tí nữa hai bố con ông đặt bóng lên mâm mà ăn nhá. Con gà còn phải tính, sắn còn phải độn vào bữa sáng, mà cứ phải nghe bố con ông bàn về tính chuyên nghiệp. Tôi hỏi ông, tính chuyên nghiệp mặt ngang mũi dọc nó như thế nào? Ông rong cổ nó về đây cho cả làng xem nào. Úi giời ơi, sao đời tôi lại khó thế này hả giời? Ô hai, cái sơ mi mới may biến đâu rồi nhỉ? Dọn ra ngoài ở thì cũng phải cho tươm tất một tí chứ. Tôi dọn đồ xong là biến luôn. Chả phải đuổi như đuổi chó thế. Tôi đi như thế này, cô đã thỏa mãn chưa? Tôi đi đây. Tôi đi thật đấy, cho mà xem đây này. Biết ngay mà. Thế mình... Trả lại anh. Hả? Cầm lấy đi, cả không quay về lấy được đâu. Ngắm cũng đủ no rồi, chả cần ăn. Thế... Nói với ông rồi, thay đổi ám hiệu đi. Vợ tôi đó là chúa ghét chim cú đấy. Thế à? Thì quên xử mất. Ông cũng dũng cảm thật đấy, dám đơn thương độc mã xông vào đồn địch. Chả nhẽ lại tấn công vào đồn không có địch. Ê đừng, nguy hiểm lắm. Mụ ấy sẽ trục xuất ngay. Khủng bố thế cơ. Gớm, lại chả điên cuồng như Bin Laden. Dùng hết cả ba mũi giáp công, vừa cào cấu cắn xé, vừa khóc mếu kể tội, vừa soạn thảo mồm cái lệnh trục xuất tôi ra khỏi nhà, không cho thanh minh lấy lửa lời. Này, tôi tưởng là ông át vía được cô ấy. Có mà át khối rồi đấy. Nó chỉ cho tôi vài phân sĩ diện quát lác trước mặt người lạ thôi, chứ còn á, đố. Chẳng may mà động vào cái dây thần kinh gen của nó thì tôi cứ gọi là mất điện toàn phần. Mà kể ra, ngoài cái máu sư tử xuyên lục địa ấy thì nó cũng chiều tôi lắm. Thạc như thế, còn biết sáng tối mà nấp, đồng bóng với mụ vợ tôi. Tốt nhất là đi nhẹ, cười sẵn, cười chuồn. Này, nhà ông cũng chiến tranh à?
Này, ông đi tị nạn đây à? Thì nó ném quần áo của tôi ra cổng, rồi cũng tống cổ tôi ra đây luôn. Giờ ông tính sao? Ông đi là đài phát thanh phải nghỉ đấy. Rõ thật mấy cái mụ này. Thế ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đàn bà mà nó đã nổi cơn ghen lên ấy, thì rời cũng chỉ bé bằng cái vung thôi. Ông hiểu chưa? Nhưng mà rõ ràng ông bị oan cơ mà. Nợ có đầu oan có chủ chứ. Ui, thôi. Tôi chả dại gì mà đi cãi nhau với cái lý ghen tuông. Tránh voi chả xấu mặt nào. Thôi, tốt nhất chuẩn rồi tính sau. Mà này, chuẩn đi đâu? Tôi sẽ đến một nơi mà con vợ tôi nó không tìm ra được. Thế là xong. Ông thấy có hay không? Mình phải vận dụng chiến tranh du kích để chống lại sự điên cuồng mù quáng của đàn bà. Ông đi đâu thì tùy, nhưng còn cái đài phát thanh, không lẽ để vợ con ông chiếm mất cái cơ quan ngôn luận của làng Bún Hạ? Chiếm là chiếm thế nào? Buổi trưa buổi tối cứ đến giờ ông làm việc bình thường. Làng của mình vừa được công nhận là làng văn hóa Hà Nội. Dù có chết cũng không được để cái đài phát thanh ấy tắt tiếng được. Ông hiểu chưa? Đúng. Ông cứ yên tâm, tôi nhất quyết không để đài của mình tịt ngòi đâu. Bây giờ tôi sẽ vào mở máy. Địch phá ta cứ đi, địch quay đi ta chiếm luôn. Ấy, chưa được đâu. Đừng có trêu gan mụ ấy. Nhỡ mà nó nổi ba máu sáu cơn lên, đập tan mất cái bộ loa đài thì lấy cái gì ra mà đền cho xã? Thôi, để trưa mai ăn hay nhá. Thế tối nay đài ngừng hoạt động à? Ừ thì ông cứ bắc loa mồm, xin lỗi bà con rằng là có sự cố kỹ thuật. Tôi đành vậy. Ngẫm ra đôi chúng mình cùng khổ vì đường cung thê. Ông nhỉ? Anh Mai ơi, anh Mai ơi, ra một ảnh này. Mai biết cái gì? Cút đi cho khuất mắt. Mang ảnh về mà dán lại chuột lợn như cậu ấy. Ok chị, lợn nhà em mới qua lớp rồi, đã làm gì biết thưởng thức ảnh nghệ thuật ạ. À, cậu còn định già mồm hả? Có thích thì thả chó ra không? Minh đâu? Dạ, thôi. Em xin phép ạ. Anh Xuân Cổ ơi, anh Xuân Cổ có nhà không đây? Ai cục cục gì ngoài đây? Cửa ngõ cứ vào đi. Em chào anh Xuân Cổ ạ. Chú Thi đây ạ. Dạ vâng ạ. Ra uống nước đã. Uống nước đi, ông phò nháy. Dạ vâng ạ. Trẻ tươi anh Cổ ủ khéo thật, vừa ngấm lại không nồng. Vợ tớ ủ đấy. Thế ạ? Hôm nay sang đây có việc gì đấy? Chả là mấy hôm trước anh Xuân Mai có mời em sang chụp ảnh cho giải bóng đá thiếu nhi. Hôm nay em mang ảnh sang cho anh đấy ạ. Sao nào? Chà, đẹp, chuyên nghiệp đấy. Để nay mai tớ sẽ đem dán ở bản tin ngoài đình cho cả làng cùng xem. Dạ vâng ạ. Dạ, ảnh đẹp chưa ạ? Đẹp. Anh hài lòng chưa ạ? Đương nhiên. Dạ, anh nghiệm thu ảnh rồi thì cho anh xin tiền ạ. Được. Tiền nào nhỉ? Dạ, tiền ảnh ạ. Mấy chục kiểu ảnh thế này, các anh cứ đếm đầu ảnh rồi cho em xin tiền. Mà ai bảo cậu chụp nhiều như thế? Phải biết chọn điển hình chứ. Làm nghệ thuật mà không đếm xỉa những yếu tố đặc sắc à? Hả? Đầu óc nghệ sĩ của cậu để đi đâu? Chính vì cái lối làm ăn tùy tiện thế này này mà cậu làm cho gia đình người ta tan nát rồi đấy. Dạ, em chỉ bám sát hiện thực, phản ánh trung thực cái tâm tư tình cảm của khán giả trên sân bãi vào cái giờ phút lịch sử khi mà thần đồng Xuân Mít ghi bàn thắng quyết định ngôi vô địch cho đội bóng làng Bún Hạ thôi ạ. Em đã tuân thủ nghiêm ngặt bút pháp của chủ nghĩa hiện thực là trung thực,
Anh còn trách móc gì em nữa à? Xuân Mít là con trai tớ đấy. Úi dồi ôi. Thảo nào em cứ ngờ ngợ. Không thể có chuyện bỗng dưng lại xuất hiện một cầu thủ siêu việt đến như thế được. Đúng phải là con nhà có gen thể thao thì mới được như thế chứ. Ừ. Con nhà Tông chả giống lông cũng giống cánh. À, đây, anh phải phóng to bức ảnh này lên mà treo ở giữa nhà ấy. À. Ai đến chơi còn biết. Đỡ phải giới thiệu dài dòng ấy. Đẹp, đẹp lắm. Dạ. Tớ sẽ lấy bức này. Dạ vâng. Phải rồi. Giá bây giờ là 5.000 một bức. Em chưa bán được cái nào mà anh đã bắt em thực hiện cái chương trình khuyến mại thế này. Thôi cũng đành. Nhưng mà còn gì? Anh cho em xin tiền luôn thể chứ ạ. Cái này cậu phải đến tìm ông Mai mà đòi chứ. Cậu hợp đồng với ông ấy cơ mà. Sao đến đây đòi tớ? Em cũng vừa đến nhà anh Xuân Mai. Nhưng chị Đào chỉ xịt chó ra đuổi làm em chạy mất cả dép. Còn anh Xuân Mai thì chả thấy mặt mũi đâu cả. Ông đi tị nạn rồi. Cũng tại bức ảnh khốn kiếp của cậu đấy. Thôi được rồi. Bây giờ tớ thay mặt ông Mai nhận ảnh cho cậu. Và coi như là cậu bị phạt. Ơ chết. Sao lại thế ạ? Nếu anh Xuân Mai không ôm người ta thì đâu có đến chuyện. Nếu như người ta ôm nhau, cậu phải biết đường mà chị ông kính đi chỗ khác. Này, tôi nói cho cậu biết nhé. Nếu như vợ chồng người ta đánh nhau vỡ đầu, cậu liệu mà đi tù? Em đi tù thế nào được ạ? Em chỉ chụp ảnh thôi chứ em có tội gì? Cậu có tội. Vì đã làm mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, chia rẽ gia đình cán bộ, làm phương hại đến chính sách xây dựng làng văn hóa, phá hoại luật hôn nhân gia đình. Tóm lại là cậu phải lường trước được hậu quả tai hại mà việc mình đã làm chứ. Các anh lại chơi em quả đắng rồi. Em sắp cưới vợ, bao nhiêu thứ phải cần đến tiền. Cái cậu lo trước hết là phải tìm cách hòa giải vợ chồng người ta đi. Chăm sự là do cậu gây ra. Giải quyết êm xuôi vụ này mới mong lấy lại được tiền. Úi dồi ôi, hòa giải xong mấy con mẹ hoạn thư ấy thì chắc là em cũng hóa dại. Thà rằng em cứ hiến tặng mấy bộ ảnh này cho phong trào của xã lại được tiếng còn hơn. Thế à? Thành khẩn như vậy là tốt. Thay mặt xã tôi biểu dương chú. Vâng, xin phép anh. Mà này. Ôi giời ơi, là chuyện gì thế anh? Cảnh cậu Mai ôm cô Lý chỉ có một kiểu thôi à? Thực ra thì có hai kiểu. Cũng may hôm qua chị Đào mới thấy có một. Mà chưa phải là kiểu ngàn cân treo sợi tóc đâu ạ. Thế à? Thế kiểu kia đâu? Hả? Dạ đây ạ. Cậu cam đoan là chỉ có hai kiểu thôi chứ? Dạ em cam đoan ạ. Úi giời. Cái thằng cha này đúng là tát nước theo mưa thật. Dạ, úi giời. Tôi mà là con Đào ấy, tôi còn ghét hơn. Cô Đào. Dạ. Ôi giời, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, rau đẹp như nàng Kiều còn chẳng ăn ai. Huống hồ bây giờ cô để sâu ăn dỗ min hết cả rau như thế này thì còn nghiệm thu nghiệm theo, bán chắc cái nỗi gì hả? Này bố ơi, bây giờ người ta thích loại rau min tu cơ. Min tu 3 xu một lỗi mà. Các cô học đâu ra cái thói điều chắc thế à? Rau sạch ý, là phải trồng đúng quy trình, phun thuốc đúng quy trình. Chẳng lẽ phải bổ đầu đất các cô ra để nhét quy trình kỹ thuật vào à? Bố ơi, bố nào con đấy bố ạ. À, giá như bố có đầu kim cương thì chúng con cũng được nhờ đấy. Miệng thì cứ như là miệng cống cả lượt ý. Ướt sườn sườn. Đấy, lát nữa có đoàn kỹ sư ở trên huyện sẽ kiểm tra. Cô là tổ trưởng, liệu man mà nói. Giặt thị mệt mà cứ thích đầy đứng. Thôi, giao lưu như thế là đủ rồi. Tổ nào về tổ nấy đi. Buôn chuyện thì buôn ít thôi. Mà cấm ngừng chân ngừng tay đấy. Đi làm đi. Anh cô. Hôm nay dở rời hay sao? Bu mày mò ra đây làm cái gì? Thế còn ông Nhân lúc dở rời
mò ra chỗ toàn đàn bà con gái làm gì? Bắt chiếc nhà Mai hả? Bu mày lại sắp nhiễm bệnh của cái Đào rồi đấy. Tôi ra đây để lấy tư liệu, viết bài cho bản tin tối nay đấy chứ. Tin tức gì? Lão Mai bỏ đi đâu từ tối hôm qua? Ai chỉnh máy cho ông mà đọc? Tôi mà phải viết bài làm tin có biết gì đâu. Làm cái anh phóng viên nhà báo như tôi còn đâu thời gian để mà nghĩ chuyện bậy bạ, còn để ý chuyện người khác nữa chứ. Ông bảo tôi bậy bạ, nhòm ngó chuyện của người khác chứ gì. Thôi, đi về nhà, dọn nhà cho tôi nhanh lên, đi. Này, đừng có mà làm mất tư cách phóng viên nhà báo của tôi. Kẻo tôi mà điên lên, tôi cho bu mày lên đài phát thanh toàn thôn đấy. Đang thích nổi tiếng đây, toàn thôn còn là chuyện nhỏ. Giỏi thì cho lên trung ương. Thôi, đi về, về. Ê, về. Ê, giời ơi. Ảnh ai đấy? Kìa. Ai như anh Mai này? Kìa. Đưa tao xem nào. Đưa đâu? Đâu? Ôi. Xem nào? Bảo kìa. Kìa. Đưa anh, đưa anh. Ôi kìa. Ôi giời ơi. Đấy nhá. Bu mày đẩy tôi đến chỗ phản kháng rồi đấy nhá. Tôi mà điên tiết lên nhá, cướp chính quyền, bu mày tắt giọng ngay lập tức. Thảo nào, tối qua không thấy lão Mai mở đài. Eo ơi, nam nữ thủ thủ bất tân chúng mày nhỉ? Cho ta xem với. Trật tự, trật tự. Đề nghị xếp hàng. Này, sao chuyện này trông quen thế nhỉ? À, cô Lý, đội trưởng đội trèo bên Đoài Sơn đấy. Thế hả? À, rồi. Chắc họ cặp cổ với nhau thì mới thế này chứ. Thế hả? Kinh nhỉ? Chúng mày quá đáng lắm. Bà Đào bốc hỏa rồi kia kìa. Thôi, đi làm đi. Không thì nghỉ lương kỳ này đấy. Đằng kia là sản phẩm trồng theo quy trình kỹ thuật mới. Lát nữa anh vào trong đấy mà xem. Xanh mát cả mắt, dễ chịu lắm. Vâng, nếu được đúng như lời bác nói thì chắc là chúng tôi không có lý do gì mà không ký giấy nghiệm thu. Giá mà anh ký ngay cho chúng tôi để phục vụ bà con trong dịp Tết thì tốt quá. Vâng. Đấy, anh xem có được không? Dạ, được ạ. Mời anh vào đây. Này, này, đang giờ làm việc túm năm tụm ba làm gì thế này? Giải tán. Bố ơi, có chuyện giật gân lắm. Thế bố có tham gia không? Nhớ nhàng. Cô Đào tổ trưởng đâu rồi? Bảo ra đây gặp tôi ngay. Dạ, chị Đào vì cái này nên cáo ốm về rồi ạ. Úi giời, ghê quá đi mất. Thanh niên thời nay là mất hết bản sắc dân tộc. Anh xem tôi nói có đúng không? Sao thế nhỉ? Ơ này, anh Khánh, anh còn chưa ký. Bù mày đã thấy tác hại của việc nóng vội mất bình tĩnh chưa? Hôm nay giữa chốn đông người, chôm chôm lên như là chó chứ gì? Rõ là ông định nói thế mà. Tôi biết, từ khi ông làm phóng viên nhà báo, ông coi tôi như cái hũ mẻ vữa ấy. Chuyện nhỏ, ông cũng nâng quan điểm lên để hạ uy tín tôi trước mặt ông. Giá như ông không phải là người thân sinh ra thằng cu mít, thì tôi không để ông vuốt mặt thế này đâu. Thì tôi có mắng oan cho bu mày cái gì không nào? Ai đời giữa chỗ đông người, nói chồng cứ nhem nhẻm ấy, lại còn giằng kéo xô đẩy, làm rơi cả bí mật của người khác. Như thế là không có tinh thần xây dựng khối đoàn kết. Tôi chỉ định ra hỏi cái Đào thực hư xem sao. Đang dưng ông lù vác xác chọc điên tôi. Ông định nói khối đoàn kết nào? Khối đoàn kết của những gã Sở Khanh ấy à? Bu mày đừng chơi cái trò khôn lỏi ấy nhá. Đổ bùn lên tôi lại kêu là tôi bẩn nhá. Tám đời trước bu mày được tuyên dương chiến sĩ thi đua nên mới lấy được tôi đấy. Vâng. Truyền báo cho bu mày biết, đừng gây nghiệp khẩu, kẻo mà kiếp sau người khác lấy mất tôi đấy nhá. Vâng. Tôi được phúc của tiên tổ để lại nên mới vớ được ông. Vớ được cái giải khoai dai nhách để mà vắt vai, để hầu hạ, để mà lo nơm nớp. Thank you.
ông làm cái gì mà huỳnh huỵch ngoài thế? Ông ấy sủa giống chó bỏ mẹ, làm gì tôi chả giật mình. Đây, rồi này, ăn lót dạ đi. Tôi ăn rồi. Này, dù có phải nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến, nhưng mà cái anh dạ dày là tôi phải ưu tiên số 1. Đấy, ông xem. Có thiếu gì không nào? Rồi, như thế này có mà nằm gai mùng tơi, nếm mật ong, tôi làm cũng được. À này, hôm nay ông có gặp sư tử nhà tôi không? Có còn nghe cái anh nào không? Tình hình như lúc sắp chuyển đổi khoán 10. Thế chưa có dấu hiệu đình chiến à? Bây giờ làn sóng chiến tranh đã lan sang tận nhà tay Khánh rồi. Hôm nọ hắn xuống hợp tác xã để nghiệm thu rau sạch, vớ được cái ảnh, thế là bùng đùng bỏ về. Không ký giấy nghiệm thu à? Phải. Chẳng nhẽ cái thằng đấy là tiểu nhân đến thế cơ. Nó chưa ký mà cũng không nói là không ký. Khốn nạn rồi. Mụ Đào nhà tôi là lao tâm khổ tứ với cái ruộng rau sạch cái lắm đấy. Cả cái đám xã viên cũng thế. Hy vọng Tết này được khấm khá hơn nhờ vào cái vụ rau sạch ấy. Thế là bây giờ sôi hỏng bỏng không rồi. Tớ vẫn hy vọng tay Khánh là thanh niên thời đại mới, cho ghen tuông xuống dưới chân, gì gì vài cái là sảng khoái ngay. Thế nhỡ nó gì gì mất một tháng, để vụ rau sạch qua Tết thì còn bán cho mà. Rồi lại khốn nạn cái thân tôi. Con vợ tôi nó mà điên lên nó bắt tôi ăn rau trừ bữa thì có mà. Mà cũng khổ cả nó nữa. Cậu thương cô ấy thế, sao không về nhà đi? Về nhà rồi lấy phương châm thơm, vuốt, nịnh, ôm. Đàn bà mày. Cơ mà bố vợ tôi dặn là phải chờ thời cơ. Làm cách mệnh là không thể nôn nóng được. Khởi nghĩa một lần là phải giải quyết dứt điểm vấn đề lâu nay còn đang giằng co giữa hai phía. Ghen tuông bóng gió và tin tưởng sâu sắc. Có như vậy, hạnh phúc mới có thể chắc chắn được. Đúng. Bố vợ ông là người có đầu óc chiến lược. Làm cách mạng phải chuyên nghiệp như thế thì mới được. Nhưng mà... còn cái vụ hợp tác xã rau sạch thì sao? Vụ này có khi phải nhờ vào tài ứng biến của cánh phóng viên nhà báo như ông thì mới giải quyết nổi. Này, ăn đi. Ông cứ nhằm hướng Đoài Sơn, tây tiến một chuyến xem sao. Thôi. Ông nghĩ cách khác đi. Tôi chỉ quen làm huấn luyện viên bóng đá, làm sao làm nhà hòa giải được. Thì cũng như là trong bóng đá ấy mà. Lúc nào thì hậu vệ thụt về, lúc nào thì pressing toàn sân, lúc nào thì rút thằng nghe ra, tung thằng mít vào, nhất là phải nhịp nhàng. Vì hạnh phúc gia đình tớ, vì sự nghiệp rau sạch của làng Bún Hạ, Xuân Cổ bạn hỡi, hãy tiến lên. Được rồi, tôi học thêm cái nghề luật sư phân giải vậy. Bây giờ tôi về đây, có gì mai gặp nhau sau nhá. Này. Gì? Chờ tí. Không. Đi. Cô Đào, chị sang chơi đi à? Ngồi xuống đây em pha nước chị uống. Cô mệt thì cứ nghỉ đi, kệ tôi, người nhà cả ấy mà. Cái tay Mai vẫn chưa về à? Cũng chẳng thèm nhắn tin. Biệt vô âm tín chị ạ. À. Thế đã sang nhà cái Lý thăm dò chưa? Em cũng nhờ người sang bên ấy dò la rồi, nhưng không thấy lão Mai nhà em sang bên ấy. Về nhà ông bà ngoại hỏi cũng không có, điện về nhà nội cũng không nốt. Em lo quá chị ạ. À. Chị cũng dò lão Cổ rồi, nhưng lão câm như hến, cấm nói nửa câu. Mà cậu Mai cũng lạ. Đàn bà ghen tuông là chuyện thường tình, đúng sai thế nào? Phải giải thích cặn kẽ chứ. Đằng này đi một mạch luôn. Ngẫm ra đàn bà mình nhiều lúc cũng vô lối. Lúc em ghen lên thì em cứ lú lẫn, cứ đuổi anh ấy đi cho hả cơn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình có lỗi. Bình thường có các lão ở nhà thì chỉ tổ vướng chân vô tiết sự, không quan tâm gì đến nhà cửa con cái. Nhưng mà đến khi các lão ấy đi mất thì mình mới cảm thấy cô quạnh chị ạ. Đàn bà như hạt mưa xa, kể ra lấy chồng được như lão Cổ lão Mai cũng chẳng mong gì hơn.
Dù hai lão ấy có lông nhông ngoài đường cả ngày, nhưng cũng vì việc công, không cờ bạc trai gái. Thỉnh thoảng có tí rượu, nhưng mà tốt tính. Mình thì không có tin lão Mai, em lo lắm. Có chuyện gì xảy ra với lão ấy, chắc em chết mất. Phủi phủi cái mồm cô, lão cao số lắm, không sao đâu. Em cũng hy vọng là như thế. Lần này anh Mai nhà em mà về, em hứa sẽ không ghen tuông linh tinh nữa đâu. Nếu mà bắt được tận tay, dây tận chán thì em mới xử lý. Tao phải áp dụng phương châm khuất mắt trông coi để yên tâm mà sống cô ạ. Chả lẽ lấy người đụt. Lão Cổ, lão Mai là những người làm công tác văn hóa văn nghệ, phóng viên nhà báo, giao tiếp đi đây đi đó. Chả lẽ cứ để ý để bụng, có mà tức ối rồi đấy. Cất cái mắt sau gáy đi cô ạ. Nhưng mà cất đi thì tức. Nhờ chị nói với lão Cổ, bắn tin sang lão Mai nhà em là liều liệu mà về, kẻo em quen sống một mình, lúc ấy lại bảo là đen. Rồi, vợ chồng tôi nhận trách nhiệm hòa giải cho cô. Thôi, dậy mà nấu cơm đi, không đột xuất người ta mò về, lại chê vợ đoảng, bỏ đi với người khác đấy. Kệ, có mò về em cũng cho nhịn vài bữa đã. Từ hôm lão ấy bỏ đi, em chỉ có lõm thõm vài miếng trong bụng thôi. Vẫn chứng nào tật ấy, thế mà cô đòi đổi mới cải tổ. Thôi, tôi về đây, kẻ bố con nó lại mong nhá. Vâng, chị về nhá. Cô là đồ tồi tệ. Mọi chuyện em đã giải thích với anh rồi, nhưng anh vẫn không tin. Mẹ con em đành chịu. Đó là chuyện đồi bại của cô, đừng có lôi con bé vào nữa. Chiều nay cô dọn đồ về nhà ngoại mà ở, bố con tôi tự ăn Tết với nhau. Xin anh bớt giận. Thôi đi, cô đừng diễn kịch nữa, không qua được mắt của tôi đâu. Sao đến giờ con bé đi học về rồi, cô đi ngay đi. Anh... đừng để nó nhìn thấy mặt cô. Hôm qua đội màn lãi thua bố ạ. Cái tay thủ môn 3T ấy, đội này là hơi xuống phong độ, nhưng cơ bản là hàng phòng ngự của Man có vấn đề. Đội bóng của con phải lấy đấy mà học tập. Mà bố thấy thằng sứt đội này nó hơi béo đấy, bắt bóng thì ảnh giá nó cứ nằm vắt ngang khung thành cũng chắn được bóng. Nhưng con thấy thằng sứt có phong độ tốt đấy chứ. Tốt thì là tốt. Đấy bố xem, đợt đá chung kết vừa rồi, nếu không còn nó, có phải đội Muốn Tượng nôm chọn chiếc cúp rồi không? Chẳng qua là vì bố xem đội hình không chuẩn thôi. Quay cái thằng giỏi nhờ, dám chê của huấn luyện viên. Tao lại kỷ luật, đuổi cho khỏi đội bóng bây giờ. Ơ kìa, sao bố lại đuổi con? Nếu không có con á, đội mình làm sao đoạt cúp được? Mày giỏi nhờ, thằng cho một trận bây giờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, nào nào, muốn đuổi con. Mấy ngày nữa là sang năm mới, con thì thêm một tuổi, bố thì già đi một tuổi mà cứ chảnh chọi nhau như thế. Người ta bảo tôi có hai con trai, cấm có sai. Nhanh lên rồi vào ăn cơm. Đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Lại còn đát xe nữa hả mẹ? Lịch sự như ở trong phim mẹ nhỉ? Ăn đi không phải thắc mắc. Tiếng cả còn ngọng, lại còn dở tiếng Tây tiếng Tàu, nghe trướng lắm. Mẹ cho con sang nhà thằng Sứt chơi nhá. Ừ. Anh Cô này. Hả? Gì cơ? Cái gì thế này? Em nói mình đừng cười nhá. Đây là bài viết của em về gia đình văn hóa. Mình sửa sang lại để đạt tiêu chuẩn, rồi đọc của bản tin nhé. Bu mày bảo gì cơ? Bu mày viết báo á? Mình lại coi thường vợ rồi. Chả gì em cũng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, viết được quá đi chứ lị. Không, là tôi thấy lạ khi bu mày quan tâm đến chuyện công cơ. Thì cũng phải đổi mới dần đi chứ. Trưa nay em sang nhà cái Đào, thấy nhà nó quạnh quẽ, em cũng ái ngại. Chả gì bằng nhà mình. Bu mày tiến bộ nhanh thật đấy. Tôi hứa, từ nay sẽ là chồng ngoan của bố mày. Lấy cho tôi cái túi, tôi nghiên cứu bài báo. Mình đọc, không được cười em đấy. Mình lấy đâu ra một chiếc dép, rồi cất ở trong túi để làm gì? À, dép này của... Của ai? Ông mà giấu giếm tôi là không xong với tôi đâu nhá. Dép này là của tay Mai. Chắc lại nhờ mình đem bỏ ra sông để dọa cái Đào một phen chứ gì. Cái lão Mai này ác lắm, tôi có lạ cái mặt.
Mà cái đào nó cũng khổ sở lắm, đừng hành hạ nó nữa. Lão Mai ở đâu? Ông lôi về đi. Chuyện nhà người ta mình biết đâu mà can thiệp. Gay là gay cái việc hợp tác xã. Ông Mai nhờ tôi sang gặp tay Khánh để thuyết phục. Thế nhưng mà... mình không giúp người ta đi, còn nhưng nhị gì? Việc làng xã giao phó, mình phải tận tâm tận lực mà lo. Em ủng hộ mình, nếu cần em sẽ đi cùng. Thế mình không trách tôi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa à? Em tạm hoãn việc trách lại đã, từ từ tính sau. Bây giờ phải lo vụ rau sạch đã. Vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn cơ mà. Nếu thế, mai tôi sang Đoài Sơn một chuyến. Còn bây giờ, mình chuẩn bị đi ngủ nhỉ? Nỡm ạ, ai lại đi ngủ giờ gà lên chuồng. Để em ra ngoài kia, giặt quần áo cho hai bố con đã. Tôi xung phong làm máy giặt giúp bu mày. Cố đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh đừng vì chuyện ấy mà hành hạ vợ con nữa có được không? Vợ chồng sống với nhau gần ấy năm, đáng lẽ anh phải rõ từng chân tơ kẽ tóc chứ. Rõ chân tơ kẽ tóc, nhưng sao tỏ được lòng dạ con người? Cô coi thường tôi đến mức ôm nhân tình cũ giữa bản dân thiên hạ. Cô bôi do chất chấu vào mặt tôi, còn vẻ răn rỗi, nhỏ mồm nó vừa vừa thôi. Hôm nay xúc phạm tôi như thế, thì tôi đành phải đi thôi. Nhưng tôi nhắc cho anh biết, anh đừng có cố hắt bát nước đi, rồi không vớt lại được đâu. Bát nước tự nó vỡ ra đấy chứ. Tang chứng vật chứng rành rành, án đã tại hồ sơ, cứ như vậy mà suy xét. Thẻ đỏ rồi. Gây đây. Vì sự nghiệp rau sạch của làng Bún ạ. Tiến lên. Anh Khánh ơi. Anh Khánh ơi. Anh cho hỏi nhà anh Khánh ạ. Tôi là Khánh đây. Xin lỗi. Anh là... Đẹp. Anh có vườn cây đẹp quá. Toàn cây quý cả đây anh ạ. Vâng. Tôi phải vực mất 3 năm mới được như thế đấy. Anh là kỹ sư nông nghiệp có khác. Nhìn vườn cây là đủ biết. Phải nói là rất chuyên nghiệp. Có gì đâu. Mình là kỹ sư nông nghiệp. Muốn bà con tin mình thì trước hết ruộng vườn của mình phải ra trò cái đã chứ. Đúng. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn vào khu vườn cây của anh như thế này, nói gì người ta chẳng phải theo. Ấy chết. Tôi sơ ý quá. Mời anh vào trong nhà. Thôi không cần đâu. Tôi đứng đây được rồi. Ta vừa xem cây, xem hoa, vừa nói chuyện. Có lẽ như thế vui hơn. Tùy anh thôi. Có lẽ anh muốn chọn một vài cây giống phải không? Đại loại nó là như vậy. Nhưng mà nó manh quen quen. Không sao. Cùng là người trong xã cả thôi mà. Nếu anh thích ngồi ngoài này, thì đợi tôi vào trong nhà lấy ấm nước ra cái đã. Ta vừa uống nước vừa xem cây cảnh nhé. Vâng. Mời anh uống nước đi. Vâng. Thế này anh Khánh ạ. Tôi ở chỗ ông Vinh lên. À, thảo nào tôi cứ ngờ ngợ. Vậy là anh là thợ chạy máy bơm cho hợp tác xã đúng không? Vâng. Vừa chạy máy bơm vừa chăn vịt. Đại loại là như thế. Ông Vinh bảo tôi lên đây để nói với anh về cái chuyện... Chuyện gì? Chuyện bức ảnh với chuyện ký. Chuyện bức ảnh chỉ liên quan đến gia đình tôi và tay Mai trưởng ban văn hóa thôn thôi. Liên quan gì đến các anh mà phải đưa người sang đây giải thích? Chẳng lẽ văn hóa thôn các anh chỉ đến thế thôi sao? Làm gì có chuyện ấy. Thôn tôi là thôn điển hình về phong trào làng văn hóa. Chuyện bức ảnh chỉ là sự cố, anh đừng tin. Thế này nhá, nếu anh đến đây vì việc công thì tôi sẵn lòng. Nhưng anh đến đây vì tay Mai thì xin mời anh về cho. Chuyện vợ chồng tôi tự lo được. Kìa, anh Khánh, anh nghe tôi nói đã. Khổ lắm, tôi sang đây không phải vì chuyện ấy, mà vì cái giấy nghiệm thu xưởng rau sạch của chúng tôi cơ. Anh đừng vì việc riêng mà bỏ không ký giấy. Anh yên tâm đi, công tư phân minh. Chẳng qua phát hiện thấy hợp tác xã của các anh rau chưa sạch nên tôi mới tạm dừng. Ấy, kìa, khổ quá. Anh Khánh, ngày mai tôi sẽ cho đoàn kỹ sư khác xuống kiểm tra. Được hay không, chúng tôi sẽ thông báo với anh. Còn bây giờ tôi bận, anh về đi. Mấy hôm vừa rồi ngủ một mình có lạnh không? Chả lạnh. Lần sau còn lâu ấy, người ta mới đi đón như thế này nhá.
thấy tôi mà đâm đầu với trẻ. Ô hay, tôi ôm vợ tôi chứ tôi ôm ai đâu mà phải sợ. Gớm, đây không bạo dạn như người ta đâu mà đòi. Này, không chơi nhắc lại chuyện cũ nhá. Ô, Xuân cô tiên sinh à? Cô trời khỏe không? Mày đại nhân. Úi giời, gớm, lâu lắm rồi mới gặp ông ấy nhỉ. Ông thì dân thợ lặn chuyên nghiệp rồi còn gì. Thôi, khi này ông, cứ vờ vờ vịt vịt, tôi nhìn chả xuể đấy. Nhưng mà tai mắt quần chúng thì giải kín cả làng, gớm, dễ lừa ấy. Này, thế nhưng mà cái bản tin buổi tối ông chuẩn bị đến đâu rồi? Gớm cứ xôn xao cả làng xóm lên. Này, có lẽ mai mình phải đọc bù cả bản tin chào buổi sáng nữa. Đúng. Tôi viết xong rồi đây, định mang sang cho ông ký nháy. Có 3 bài, một bài tường thuật trận chung kết bóng đá, một bài tổng kết rút kinh nghiệm cho mùa giải sang năm, một bài đinh về tháng sinh đẻ có kế hoạch của xã. Thế không có bài nào về sản xuất à? Có một bài, ông Vinh viết về rau sạch bốn hạng chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường. Ông ta ca ngợi cô đội trưởng Vũ Thị Đào hết lời. Nhưng mà thực ra thì... Này, vợ tôi được đấy chứ. Tôi bảo này, tối nay ông trò đọc luôn đi. Nhưng này, mà... các anh đừng có chơi xỏ em đấy nhá. Nếu có đọc thì cắt tên em đi. Rồi. Giá mà ghen tuông em cũng khiêm tốn như thế, có phải anh được nhờ? Chưa nghe xong mà cứ ồn lên. Cái chính ý, là rau sạch làng mình chưa được ký giấy nghiệm thu. Tôi vừa bên nhà tay Khánh về, hắn vẫn có vẻ bốc hỏa lắm. Anh Khánh chê rau của làng mình ạ? Rau bị sâu nhiều, chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi phải cố thuyết phục mãi hắn mới chịu cử người mai xuống kiểm tra lại. Xem ra hắn vẫn còn cay tay mai này lắm. Thế thì để em ra ruộng rau kiểm tra lại đã. Mai đoàn kiểm định xuống, có sơ sảnh điều gì thì bao nhiêu công sức của mọi người đổ ra sông ra biển hết. Mình đi đi. Này, hay là tôi đánh liều sang nhà tay Khánh một phen. Đàn ông đàn an nói chuyện với nhau nó cũng dễ thông cảm hơn. Ấy, bây giờ đang là thời kỳ quá độ suy ngẫm, hối lên là hỏng việc. Bây giờ ta lo đọc bản tin cái đã, chờ kết quả kiểm định ngày mai xem như thế nào rồi tính sau. Đi. Chất lượng ISO 9005 với ruộng rau này còn bé. Thử hỏi xem các ông thanh tra có chê được mình nữa hay không. Ông Vinh ơi. Chào các bác ở đoàn thanh tra. Cảm ơn. Thế hôm nay anh Khánh không xuống hả bác? Chúng tôi còn đi nhiều nơi nên cần tận dụng thời gian. Anh Khánh hôm nay đi họp trên bộ nên chúng tôi xuống thay. Ông Hòa này. Hả? Ông xem đạt tiêu chuẩn chưa? Tôi cũng đang kiểm tra phía đằng này. Chú ơi. Hả? Cháu thấy có chuyện sắp xảy ra rồi đấy. Chú ra dò la tình hình rồi kịp thời mà ứng biến. Dạ, thưa các bác, hai hôm nay sương muối xuống nhiều nên rau nó xuống sắc. Mấy bữa trước mà các bác đến đây, đảm bảo các bác không thể rời đây mà đi được. Rau đẹp cứ như là nàng kiều ấy ạ. Dạ đúng đấy ạ. Dạ cũng chưa rồi, hợp tác xã chúng em xin kính cẩn mời đoàn kiểm tra vào dùng bữa cơm rau dưa uống trên sượng nhà với chúng em ạ. Vâng ạ, mời các bác. Dạ, cảm ơn chị ạ. Nhưng chúng tôi không có thói quen ăn uống trong giờ làm việc. Chúng tôi đã kiểm tra xong. Dạ. Xin phép anh chị. Dạ vâng ạ. Chào anh. Ok. Mày rõ thật là mời người ta cơm rau với rượu nhạt. Ai người ta nhiệt tình. Mày đúng là con sâu rau. Cháu thấy trên phim người ta toàn nói thế. Ai lại nói mời ăn cơm gà cơm thịt. Bố mắng gì cái thà. Nó nói thế là đúng đấy. Chẳng qua chỉ tại tấm ảnh chết tiệt kia thôi. Thế là Tết này chị em mình cứ rau mà ăn thay giò, thay bánh chưng rồi. Một người làm khổ bao nhiêu người. Rõ thật là. Thôi được rồi, tôi hứa với mọi người tôi sẽ giải quyết xong việc này. Mọi người cứ yên tâm đi. Alo, đây là đài phát thanh làng Bún Hạ. Vì lý do kỹ thuật, cho nên chúng tôi tạm ngừng phát thanh mấy buổi vừa qua. Thành thật xin lỗi bà con. Hôm nay, đài chúng tôi có những tin và bài sau đây. Bình luận viên Xuân Cổ sẽ có một bài tường thuật đặc biệt
về trận chung kết bóng đá giải thiếu niên toàn xã giữa đội Bún Thượng và Bún Hạ. Trong trận đấu đó... Thôi nào, cơm chưa lổn nhổn trong dạ dày, chưa đọc diễn cảm được đâu. Nghỉ mấy ngày chỉ lo mất giọng. Bài viết đã hay rồi, bây giờ mình phải lo cho cái giọng nó tươm tươm, không nó phí của giời. Để xem bu mày cho bố con tôi ăn gì nào. Cơm thường thôi, để tôi xuống bếp lấy cơm. Anh ạ. Cô Đào đây à? Tôi định sang đọc tin bên đây. Ngồi đi, ăn cơm luôn nhá. Em chả còn bụng dạ nào mà cơm với chả nước. Em sang đây có một việc muốn nhờ anh gỡ giúp. Nhưng đừng là chuyện hòa giải đấy nhá. Là chuyện của xưởng rau, không khéo sắp vỡ đến nơi rồi anh ạ. Sáng nay kiểm định, kết quả to rồi à? Họ kéo về cả đoàn, chỉ thiếu ông Khánh. Xem xét lật từng tàu lá, rồi đùng đùng bỏ đi. Chả nói gì sất, phen này không khéo đóng cửa mất. Đóng cửa à? Tôi thách đấy. Thế dễ mình các ông ấy biết nghiệm thu à? Nhưng hợp tác xã rau của mình, dưới sự chỉ đạo của các ông ấy, biết làm sao được. Này nhá, tòa án ấy cũng còn phải xử hạ thẩm, rồi mới đến anh Trung, anh Thượng nữa là... Mấy cái bản cứ làm như đi kiện tụng đến nơi. Chả có làm sao sất, cũng chả việc gì phải đóng cửa sất. Các bà không xem trên TV, đài báo, người ta đang khuyến khích nhà nhà ăn rau sạch. Bây giờ không cho trồng, lấy gì mà đút miệng? Rõ là dỗi hơi. Chúng tôi dỗi hơi mà không sinh sự gì hết. Các ông bận cạn hơi mà sao dở trò để ra cơ sự này? Đấy, cứ thế thì làm sao mà đoàn kết nội bộ được? Hơi một tí là đem chuyện cũ ra mà nhá, như là bỏ nhá lại. Chính nhờ mấy con bò kéo cầy này mà các ông được chạy nhông đấy, biết chưa? Thì bỏ đây tớ đấy, ai mà quản công, bu đó nhỉ? Bây giờ phải nghĩ cách gì chứ? Anh Cô, hay anh chịu khó sang Đoài Sơn gặp lão Khánh, nói khó với lão ấy giúp em thêm lần này nữa thôi. Không được đâu. Tôi mà sang bên ấy, khác nào tự đưa mình vào miệng cọp. Lão mà bốc cơn ghen lên, xé nhòe tôi ra chấm muối à? Không được, nhất định anh phải sang Đoài Sơn. Trò này là do anh đầu têu ra, anh gây ra đám cháy thì tự anh phải đi dập. Ông ấy có xé anh ra chấm muối thì tôi nhất định phải bắt ông ấy nôn ra. Hay, tại sao lại do tôi gây ra? Tôi cứ được ôm ai đâu mà phải gánh vạ. Thì bọn ông là bạn, con chế cắn đôi. Lúc bạn gặp hoạn nạn thì mình ra tay cứu. Mà ông lúc không cần lý luận, miệng lại cứ nhem nhẻm là sao? Tôi chỉ giỏi lý luận thôi, còn đi hòa giải là ngạch của bên tâm lý, phức tạp lắm. Mà khi tôi sang bên ấy, nhỡ có bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Thôi được, nếu nhỡ ông bị đánh què chân thì tôi sẽ nuôi ông suốt đời. Anh cố gắng giúp chúng em đi. Hợp tác xã đã bắt đầu cho ra sản phẩm thí điểm rồi, mà lão ấy cứ gây khó dễ, không chịu ký nghiệm thu. Để cho sản xuất tiếp thì chúng em cũng mất nghiệp mất. Mỗi gia đình góp cổ phần vào đấy cũng phải triệu bạc chứ ít à. Thôi được rồi, đã thế tôi vì các bà mà liều mình một phen. Vâng, thế chăm sự bọn em nhờ anh nhé. Tôi qua bên nhà đọc tin rồi sang bên nhà hắn ngay. Kìa mình túi. Khổ, chả kịp ăn miếng cơm nào, lại rời giữ ít lành nhiều. Anh Khánh ơi, ai đây? Ui anh Khánh, anh ra đi. Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách là Xuân Cổ, bình luận viên bóng đá, mà là với tư cách là đại diện ngành rau sạch Bún Hạ. Tôi đề nghị anh bớt chút thời gian để tiếp tôi. Thôi được rồi, mời anh vào. Mời anh ngồi. Vâng. Thưa kỹ sư Trần Khánh, tôi hỏi khí không phải, anh làm nghề này đã được lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm đâu, khoảng gần 10 năm. Nhưng mà anh hỏi như vậy là có ý gì? Lần trước tới đây, nhìn vườn tược cây trái, tôi rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ một người kỹ sư yêu đất, yêu cỏ cây hoa lá. Tôi cứ nghĩ, để có một vườn cây trái đẹp như thế này, chắc là anh phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Những gì anh nhìn thấy
đương nhiên là tấm lòng, là công sức, là thành quả của tôi. Điều ấy có gì sai đâu? Có đấy anh Khánh ạ. Sai ở chỗ là anh chỉ yêu mảnh vườn của cá nhân anh thôi. Anh là một người ích kỷ, một kỹ sư mà tâm hồn đã bị bào mòn. Nếu anh đến đây để nhục mạ tôi thì xin mời anh ra khỏi đây ngay. Anh cứ bình tĩnh, tôi không hề có ý định nhục mạ anh. Tôi chỉ phát biểu suy nghĩ của người nông dân bún hạ thôi. Là một kỹ sư nông nghiệp, chắc là anh hiểu người nông dân phải lao tâm khổ tứ đến như thế nào để có một vườn rau xanh non mơn mởn. Đằng này lại là một vườn rau sạch, rau an toàn. Họ phải đổ biết bao nhiêu công sức, tiền của để có được vườn rau ấy. Anh có hiểu không? Nhưng mà chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi. Đương nhiên là có liên quan chứ. Nếu anh công tâm mà kiểm định thì công lao của họ đã được đền đáp. Đằng này chỉ vì hiềm thị cá nhân mà anh vùi dập cả một hợp tác xã, vùi dập biết bao nhiêu con người. Anh thử nghĩ xem, ngày Tết sắp đến, nhà anh nào gà nào bánh, còn họ chỉ có vườn rau sạch không được bán, phải đem về nhà ăn. Kìa, anh phải nghe tôi nói hết đã chứ. Được rồi, anh chờ tôi một chút. Đây, anh xem cái này đi đã. Đây là bản báo cáo về tình trạng hợp tác xã rau sạch Bún Hạ. Còn đây là biên bản nghiệm thu rau tôi đã ký rồi. Ở trong này tôi đã ghi toàn bộ những điểm mà hợp tác xã cần khắc phục. Thì ra anh đã... Tôi không có xấu như anh tưởng đâu. Đúng là tôi không muốn xuống Bún Hạ, không muốn giáp mặt với Tay Mai, nên đã cử anh em khác xuống. Nhưng mà khi làm việc, bao giờ tôi cũng đặt chất lượng sản phẩm và lợi ích của người nông dân lên hàng đầu. Thế là tôi lại hơi quá nhời rồi. Xin lỗi anh. Mà cái thói bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp ngấm vào máu mất rồi. Tôi hiểu và thông cảm với anh. Anh cũng chỉ vì thương bà con thôi. Mai khai trương hợp tác xã, chị bảo em nên mặc cái áo nào bây giờ? Cứ mặc thế nào cho lão Mai nhìn thấy vắt rồ lên là được. Mình chả mấy khi được trưng diện, trong khi các lão súng xính quanh năm. Thế năm nay sang tôi gói bánh chưng chứ. Em không gói chung với chị thì em sang đi đãi gạo làm gì? Hai lão này dùng mỡ hay sao ấy? Thế cũng khiếp. Này, bàn càng thế cơ. Ừ, hơn vùng vịnh nhiều. Thoát từ ra khỏi cửa. Mà không khéo năm nay nghỉ ăn Tết. Kẻ cũng tội, con bé nó cũng hiền lành đấy chứ. Cứ bình tĩnh đã, đã biết chuyện gì đâu mà. Để nghe tiếp đã. Làm thế nào bây giờ? Phải rồi, tôi nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái gì? Tôi nghĩ ra cách rút củi dưới đáy nồi rồi. Ui giời, cách gì thì nói xem nào. Này, bây giờ thế này chứ. Ôi giời. Hay là có chuyện gì mà phẫn chí thế hả? Có chuyện gì đâu nhỉ? Anh em tôi đang bàn nhau là phải viết cho hợp tác xã sản xuất rau sạch của các bà một bài thật hay nhờ. Mình phải định vợ mình chứ nhờ. Phải tin chồng em ạ. Được rồi, cho hai ông cơ hội ghi bàn gỡ hòa đấy. Vì sự nghiệp rau sạch, rau an toàn, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Nhưng việc này hơi khó, không biết cô có làm được không? Vì sự nghiệp chung, việc gì em cũng sẽ làm. Kính thưa đồng chí trưởng phòng nông nghiệp huyện, kính thưa đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hùng Tiến, kính thưa kỹ sư Trần Khánh, tác giả đề án rau sạch và an toàn thực phẩm, bà con nông dân làng Bún Hạ chúng tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu đã tới dự buổi lễ ký kết bản nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Mà nhớ, chỉ được hôn vào tóc thôi, hiểu chứ? Cho biết thế nào là ghen, chả cứ hành người ta mãi. Đây à, cái chỗ nào ngon thì hôn. Và bây giờ, này, xin mời không đùa đâu ấy. Ai đùa? Lời cảm ơn của chúng tôi ạ. Trong thành công này, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của kỹ sư Trần Khánh. Nhân ngày vui hôm nay, chúng tôi gửi đến kỹ sư một món quà đặc biệt, đó là tấm lòng của bà con nông dân làng Bún Hạ chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn chính quyền xã đã tạo điều kiện giúp đỡ để mẻ rau đầu tiên của hợp tác xã chúng tôi
do cô Vũ Thị Đào làm tổ trưởng đã lên xanh tươi tốt. Và bây giờ cô Vũ Thị Đào sẽ tặng hoa kỹ sư Trần Khánh. Đi về. Từ từ, còn bao nhiêu người trong kia kìa. Rủi, trong mặt với mũi kìa. Đi về. Về ngay. Đi ra đây. Rủi ơi, ra đây rồi mà. Ui. Nghiêm. Tôi đã bảo là chỉ được hôn vào tóc thôi cơ mà. Vào tóc thôi. Tóc của ông kinh của sử ai mà hôn được. Được rồi, tối nay phải chết với tôi. Tịnh. Rủi đi. Ông Mai ơi. Ơ kìa. Úi giời ơi, khổ cho tôi không. Thế này lại thêm việc cho tôi rồi đây. Right.